Cây này màu vàng, có hai cái đầu và có bốn con mắt và thậm chí là có bốn cái lỗ tai luôn ha cô bác cô anh chị. Có bốn cái lỗ tai luôn. Trưng bày của chùa Hang thì được các sư ở đây chia sẻ, ở đây có một cái bộ vật tứ linh, không biết là làm bằng từ gỗ gì, và sư nói rằng là bộ này sau khi được chạm khắc xong và 10 tỷ vẫn không bán. Và cô bác của chị lại gần chút xíu để cho nó tỉ mỉ ha. Theo các sư chia sẻ thì đây là những cái chiếc giường mà của công tử Bạc Liêu mà cúng dường cho chùa, để mà khi khách đến đây á, hoặc là Phật tử đến đây có thể tham quan ngay tại lần này đây được luôn. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là một ngôi chùa mang kiến trúc rất là độc đáo tỉnh Trà Vinh này. Đó là chùa Hang theo tiếng gọi của người Việt đó cô bác quý anh chị. Ngôi chùa này theo kiến trúc Nam Tông Khmer, một cái kiến trúc rất là độc đáo và đặc trưng ngay tại thành phố Trà Vinh này. Với diện tích là khoảng 1 triệu dân thì 30% là dân tộc Khmer đang sinh sống ngay tại đây. Thì khi đi đến tỉnh Trà Vinh nói chung và các huyện của Trà Vinh nói riêng á, thì cô bác quý anh chị sẽ bắt gặp những hình ảnh ngôi chùa, những cái kiến trúc khá là độc đáo ngay tại đây. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong để xem không chỉ là kiến trúc mà nơi đây còn lưu giữ hai chú bê được cho rằng là có hai đầu bốn mắt ngay tại một ngôi chùa Hang như thế này. Mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong với Bùi Hồ ha. Đây là một ngôi chùa, cái cổng có hình một cái mái vòm đó cô bác quý anh chị. Thời điểm 11 giờ trưa. Và khi 11 giờ trưa này là giờ của các sư đang dùng bữa trưa, dùng bữa trước giờ ngọ cô bác quý anh chị. Và các sư ở đây thì đa số các sư theo trường phái Nam Tông, và gọi là Nam Tông Khmer cô bác quý anh chị. Các sư chỉ dùng một bữa trong một ngày thôi, có nghĩa là trong một ngày thì các sư chỉ ăn cơm một bữa trưa thôi. Và các sư sẽ đi khất thực vào buổi sáng, rồi sau đó là các sư sẽ dùng bữa trưa. Thì các sư là ai cúng gì dùng đó. Lương thực, thực phẩm chỉ là dùng để nuôi thân, để tu hành hả cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị vô đây. Ở trong cái khuôn viên ngôi chùa thì rất là nhiều cái cây cao ha, những cái cây sao, những cái cây gỗ quý trồng phủ bóng mát hết cả cái khuôn viên ngôi chùa này luôn. Và cái kiến trúc của Nam Tông Khmer á, một cái kiến trúc rất là độc đáo và đẹp luôn, cũng như kiến trúc mà Bùi Hồ đã chia sẻ về ở những ngôi chùa ở Thái Lan nè, những ngôi chùa ở Lào á, nhìn những cái kiến trúc rất là độc đáo. Vô đây ha, không gian thì rất là rộng luôn. Đời của những cô chú người Khmer gắn liền với lại ngôi chùa, Tết đến cũng vào chùa, giống như là Bùi Hồ có chia sẻ về cái câu chuyện đón Tết ở Trà Vinh á, ở Trà Cú á, thì có một cái Tết gọi là Chôn Chân Năm Thơ Mây á, cô bác quý không? Thì người dân đều tập trung vào chùa. Và khi lớn lên các bé cũng phải đến 13, 14 tuổi phải đi tu. Tu gọi là tu báo hiếu, và hay còn gọi là tu sa di. Khi mà có duyên với Phật Pháp thì tiếp tục tu hành. Tu hành của các trẻ ở trong chùa này thì có thể là tu báo hiếu 3 tháng hoặc là 6 tháng. Mời cô bác quý anh chị vô đây. Thì kiến thức về Phật, về tôn giáo thì Bùi Hồ cũng khá hàn hẹp. Cô bác nào mà có thể biết thì có thể chia sẻ thêm để cho Bùi Hồ có thể nắm rõ thêm ha. Người dân Khmer mà khi mà sanh con ra thì sẽ đem vào chùa để cho các sư làm phép nè. Lớn lên thì phải đi tu nè. Các chàng trai á thì phải đi tu nè. Rồi khi họ mất đi á thì sẽ được hỏa thiêu tại chùa luôn. Và những cái hài cốt á được để ở trong chùa. Nên là nữ là có những ngôi chùa Khmer, các bác quý chị thấy biết không, có những cái tháp nhỏ nhỏ, đó là nơi lưu giữ những cái hài cốt á. Ngày hôm nay thì chia sẻ một cái câu chuyện khá là độc lạ, mà phải nói là hiếm thấy, hiếm có, chứ không phải là không có nha. Trước đây Bùi Hồ có đi về Thanh Hóa, có chia sẻ về bò tám chân, một cái con bò tám chân chứ không phải bốn chân. Rồi thời gian gần đây thì có ở Sóc Trăng hay là ở Nghệ An thì có con bê, con bò hai đầu bốn mắt. Và ngày nay ngay tại tỉnh Trà Vinh này cũng có lưu giữ lại con bê, hai con luôn, một con màu vàng, một con màu đen, hai đầu bốn mắt nhưng mà chỉ có bốn chân thôi. Là một cái câu chuyện khá là lạ, và hiện nay trong chùa Hang này còn lưu giữ để cho Phật tử khi đến đây á để mà xem. Thưa cô bác quý chị, hình ảnh ở trên mấy cái mái vòm của cô bác quý chị thấy không, mái vòm ở trên đó là những cái biểu tượng của Phật giáo của Nam Tông gắn thằng Naga cô bác quý chị.
kiến trúc rất là đẹp luôn ha. Những cái mái vòm cong cong làm cho những bạn nào mà thích chụp hình á, thích tạo dáng chụp hình thì đây là một cái khung cảnh khá là lý tưởng luôn. Và giờ này thì các sư cũng đang nghỉ trưa. Ăn cơm xong thì các sư sẽ nghỉ trưa tí xíu. Cái tông màu chủ đạo là một cái tông màu đỏ với màu vàng thôi cô bác anh chị. Được chạm khắc rất là tỉ mỉ và phải nói rất là công phu luôn. Đây là hai ông chàng, hay còn gọi là hai vị thần. Cô bác anh chị thấy đẹp không? Quá đẹp đúng không? Vừa hồi thì cũng có đi Campuchia nè, đi Lào nè, thì cũng chia sẻ những hình ảnh về những ngôi chùa ở Lào hay Campuchia hay ở Thái Lan cho cô bác anh chị. Thì cái kiến trúc ở miền Tây của mình, và đặc biệt là ngay tỉnh Trà Vinh hay Sóc Trăng á, nhiều, rất là nhiều kiến trúc về ngôi chùa Nam Tông như thế này. Và khuôn viên chùa khá là rộng luôn. Mời cô bác anh chị vô đây nè. Em có thể quay lên đó. Đẹp, quá đẹp ha. Cực kỳ đẹp luôn. Chiều các cô chú người Khmer vô cái khuôn viên chùa này nè, ngồi để mà tìm lại những cái giây phút yên bình á. Là nữ là cô bác quý chị mà thấy là ở trong cái chùa, các chùa Khmer á, đa số là vào buổi chiều á, những người dân Phật tử á lại đây để ngồi ở dưới mấy chùa này. Nhìn rất là đẹp, những cái chánh điện rồi cô bác quý chị thấy cái vòng cung rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mời cô bác quý chị qua đây ha. Đây. Đây là một cái câu chuyện rất là độc lạ, hiếm thấy, và phải nói là cô bác với anh chị cũng thường đi đây đi đó nhiều, có những cái câu chuyện là song thai một hai đầu rồi tám chân. Và ngày hôm nay thì đây là cái bản mà khi mà cái hai chú B này á chết rồi á, thì bỏ vô Phật Môn á ngâm để mà bảo dưỡng lại, để mà cho khách đến đây hành hương rồi có thể tham quan luôn. Đây, mời cô bác với anh chị vô đây. Mình sẽ đi nhẹ nó khẽ. Ai, đây này cô bác quý chị biết cái này gì không? À, cái này là cái cối xay đúng không? Cối xay đúng không? Đây. Đây, về trọng lượng thì mình thấy khoảng khoảng 15-20 kg gì ha. Và chú B này màu vàng, có hai cái đầu và có bốn con mắt, và thậm chí là có bốn cái lỗ tai luôn ha cô bác quý anh chị. Có bốn cái lỗ tai luôn, gọi là chú bê ha, tại chưa gọi là bò tại còn bé. Ở đây chỉ có bốn cái chân nè, thấy không, có bốn cái chân thôi và chỉ có một cái đuôi thôi. Lông là lông màu vàng, kích cỡ thì dài khoảng 1 mét. Nó thì chú bê này khi mà sanh ra đó thì chú bê này chỉ dài tiếng sau, rồi chú bê này mất luôn. Và để giữ lại cho Phật tử đến hành hương người tham quan thì ngâm ở trong một cái chất Phật Môn như thế này. Thì cô bác em có thể quay cận cảnh nè. Đây, ở bên đây là có một mắt này nha, thấy không, thấy không, bên đây có một mắt nữa nè, bên đây có một mắt, là ba mắt ha, một lỗ tai, hai lỗ tai, ba lỗ tai, bốn lỗ tai ha. Bên kia có một mắt, vẫn có hai cái miệng ha, hai cái miệng, bốn mắt và bốn cái lỗ tai. À, chỉ vài tiếng sau là mất thôi. Còn chú B bên đây, chú B bên đây thì sanh vào lúc 21 giờ 30 phút năm 2012 và sanh ra xong thì mất luôn, do yếu quá rồi mất luôn. Đó, rồi còn đây là chú B này màu đen, đúng không cô bác anh chị? Chú B này thì một thời gian đã từng, phải nói là trên mạng xã hội rất là nhiều bạn đưa tin về chú B màu đen này. Và chú B màu đen này được phát hiện của một hộ nông dân tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Và sinh một cái ngày, đó là ngày 8 tháng 8 năm 2023. Có nghĩa là đến đây là tháng 1, khoảng 5 tháng thôi. Và chú B này á, thì sau đó 4 ngày thì cũng mất luôn. Mặc dù là cho uống sữa rồi uống này giữ gìn, nhưng mà sức khỏe cũng yếu á, sanh ra không có đứng được nha cô bác anh chị. Và sau đó là mất luôn. Có nghĩa là khoảng 4 ngày, sanh lúc 10 giờ sáng và mất lúc, chết lúc 10 giờ tối.
ở cô bác anh chị 4 ngày thôi. Và chủ bò này là anh Nhân và chị Phụng. Sau khi chủ bò con chú Bê này mất á thì gửi lại cho chùa bảo quản để cho Phật tử đến đây có thể tham quan chiêm nghiệm những cái câu chuyện nó độc lạ khi đi về đến khu vực chùa hang này ha. Cô bác anh chị thấy nè, đây một mắt này đúng không? Đúng không? Đây là hai mắt nè đúng không? Ở bên kia, bên kia, bên đây là ba mắt nè. Và qua này, em qua bên này, qua này, qua này nè, quay xa xa ra tí xíu ha. Bốn mắt ha cô bác anh chị. Nhưng mà ở đây là chỉ còn có một, chỉ có bốn chân thôi nha. Và cô bác anh chị thấy ở trong đó đó có một cái cục đá không? Đấy, có một cục đá không? Không phải là bụng của con bê này, nó có một cục đá. Mà lý do là khi mà bảo quản bằng chất phọt mon như thế này đó thì phải lấy cái phần nội tạng ra đó, và người ta để cục đá vô cho nó nặng đi thôi, cái còn cái phần da không á thì sẽ nổi lên trên thì nó sẽ dễ bị hư, nên là nữ để cho chìm ở dưới và mai lại. Nên cô bác anh chị thấy có cục đá chứ không phải là bụng con bê này sinh ra nó có cục đá như vậy nha. Đó, nói cho cô bác anh chị nhìn xa xa thì mình thấy nè, một cái câu chuyện khá là độc lạ và phải nói hiếm thấy ngay tại tỉnh Trà Vinh này. Chỉ hai chú bê hai màu khác nhau và một thời gian coi như là khoảng gần 10 năm sau thì chú bê này sinh ra xong, thì khoảng 10 năm sau thì chú bê này sinh ra. Được cái là chú bê này sinh ra thì mất liền, còn chú bê này nuôi dưỡng được 4 ngày thì cũng sức khỏe yếu quá thì cũng mất luôn, và đem vào chùa này để trưng bày cho tất cả các Phật tử đến đây đó thì cũng xem để mà có thể biết về những cái câu chuyện rất là độc lạ thú vị ngay tại miền Tây của mình ha. Ngoài việc là đến đây mình để thắp hương cúng Phật để cúng vừa dừng cho chùa và cũng có thể tham quan những cái câu chuyện như thế này. Đây là một cái câu chuyện mà phải nói độc lạ hiếm, nhưng mà cũng có nhiều cái câu chuyện độc lạ như thế này nha. Nhưng mà đây là ngày hôm nay về đến Trà Vinh này á, Bùi Hồ cũng chia sẻ cho cô bác anh chị biết về hai chú bê, một chú bê màu vàng, một chú bê màu đen, đều là hai đầu bốn mắt và ở bên đây ở bên đây bốn cái lỗ tai, còn bên đây mấy cái lỗ tai? Tai lỗ tai à? Tại chú bê đen này có hai lỗ tai. Chú bê đen này có hai lỗ tai, mình quay từ trên xuống đi. Em quay từ trên xuống. Chú bê này chỉ có hai cái lỗ tai thôi nha. Đó. Nếu như mà mình tính theo ở góc độ khoa học á thì mình sẽ tính theo là khi mà chú bê, các chú bê này thụ thai á thì gọi là song thai, nhưng mà các tế bào chia nhau nó không hoàn toàn á, nhân các tế bào nhân đôi lên không hoàn toàn thì thành nữ ra những cái phần cơ thể còn dính như thế này. Nhưng mà mình xét về góc độ tâm linh á thì ai biết được, có thể giải thích cho Bùi Hồ cũng như là tất cả các bạn để hiểu biết thêm về những cái câu chuyện mà song thai như thế này. Thực phẩm là chủ yếu là để nuôi thân để tu, và ăn thì có một cái nguyên tắc đó là tam tịnh nhục, có nghĩa là không biết con vật nó giết cho mình, không nghe tiếng kêu của con vật nó chết vì mình, và mình không biết con vật đó nó chết vì mình luôn. Đó là tam tịnh nhục. Đó, thực phẩm chỉ là vật quế trược để nuôi thân, đủ sức khỏe để mà tu hành. Nay thì đến đây, đến thành phố Trà Vinh này thì chia sẻ cho cô bác với chị biết về những cái câu chuyện độc lạ và mình bảo quản trong Phật Mon. Cái này là rượu á, còn ngang luôn. Cũng còn ngang luôn ha. Lỗ tai cái kia là hai. Chú bê này là hai cái lỗ tai thôi. Dạ. Mỗi chú bê thì trọng lượng là bao nhiêu ký ha sư? Không biết nữa, tại vì nó đem vào, cái này là nó đem vô buổi tối luôn. Là Phật tử đem vô buổi tối luôn hay sư? Dạ. Cảm ơn sư nhiều ha. Đây, Phật tử cũng đem vô buổi tối rồi. Chá nắng á, nên quay cũng khó cho tất cả cô bác quý anh chị thấy được luôn ha. Là những cái chiếc giường á, cặn ngóc xa cừ á, được các Phật tử cúng giường ngay tại chùa hang nè. Mình nhìn thấy nó rất là sang trọng và quý ha cô bác quý anh chị. Những cái bàn gỗ được chạm khắc hình con cua nữa nè. Cái này bỏ bàn của công tử Bạc Liêu không á? Người ta kính gửi tặng ở trong chùa cho vô tham quan thăm gì á. Còn đó là người ta kính tặng chùa. Còn bên đây là của mấy người hàng với người ta khắc rồi người ta đem kính chùa. Còn ở đây là công tử Bạc Liêu. Hai cái giường đó của công tử Bạc Liêu. Đó là con cua, đó là bỏ bàn ghế của mấy người Hàn Quốc người ta làm á.
Hai chiếc giường này quý lắm nha. Này là cắn lóc sa cừ của nhà công tử Bạc Liêu luôn hả? Đem đến Trà Vinh này cúng giường luôn. Ồ, hay ha. Chắc là của công tử Bạc Liêu đó. Ờ, rất là đẹp ha. Và tại vì mình thấy ở đây nè, có một cái cừ hết nha. Đẹp lắm. Này ở dưới này có đá đó. Đó. Nằm thì nó sẽ rất là mát luôn. Và theo sư chia sẻ thì cái giường này có cặn đá hết. Và như theo cái sư chia sẻ thì đây là những cái chiếc giường mà của công tử Bạc Liêu mà cúng giường cho chùa để mà khi khách đến đây á, hoặc là Phật tử đến đây có thể tham quan ngay tại này đây được luôn. Đây là hai chiếc giường rất là quý luôn ha. Mình thấy rất là trang trọng và rất là quý luôn. Còn đây là những bộ bàn ghế nè. Nó mình nhìn có thấy những cái hình ở đây nè, chạm khắc rất là tỉ mỉ luôn nè ha. Đó. Đẹp không? Rất là đẹp. Này mà có tiền là mua cũng không được đâu. Tại vì vừa cổ vừa xưa mà vừa có giá trị về lịch sử á, rồi thời gian á, nên là nữ những bộ bàn quê, những cái gỗ này là gỗ quý. Và chạm này là chạm đá luôn nha cô bác anh chị. Đá vào đây luôn á. Đó. Chạm vào những từng cái vân nhỏ nè. Đúng không? Rất là quý, những cái bộ bàn ghế rất là quý ha. Ông này là 1988 là còn á. À. Ủa, ông này là không phải là đàn kìm đúng không? Cái này là cây á. Bằng cây không á. À. Nhưng mà cái đàn này kêu cái đàn gì sư? Sư không biết nữa mà người ta đi nhìn người ta kêu sao sư cũng không biết. Nhưng mà vậy là một chất đàn cán dài. À, đây là một cái đàn cán dài nha. À, dưới đây ông mặc một cái sơ gông. Có một cái sơ gông. Cái này là bằng cây, không? Nhưng mà chạm khắc ở trên đây là một cái chiếc áo ha. À, áo tay, còn ở dưới đây là một cái sơ gông. Ta khắc á. À, khắc hình một cái sơ gông hả sư? Dạ, đúng rồi. À, đẹp quá ha. Còn cái này công tử Bạc Liêu nữa. Công tử Bạc Liêu luôn ha. Đá là của công tử Bạc Liêu đó. À, có đá là của công tử Bạc, nhà của công tử Bạc Liêu để lại những cái tài sản rất là quý. Cái sừng ở trên nó phải sừng giả đâu, sừng thiệt á. Ồ. Sừng nai thiệt á. Hồi nãy hai cái thứ mà chỗ con nai bên kia hai con á là sừng thiệt á. Ừ. Nhưng mà cô bác anh chị biết tại sao là cẩn khi mà cẩn đá này á thì trên cái chiếc giường của công tử Bạc Liêu đều có chạm hình vuông và hình tròn. Vuông tròn cạnh nè. Và một cái hình tròn thì ý nghĩa như thế nào cô bác anh chị biết có thể để lại một bình luận hơn. À. Còn cái này là người ta nói chỗ này là của vợ của công tử là ngồi trên đây. À. Còn cái giường của công tử là ngồi bên kia. À. Còn cái giường của công tử là ngồi bên kia thì đem vô bên kia rồi. À. Đem vô phòng bên kia rồi. Ồ. Nhiều quá đẹp hơn hả? Đây ha. Còn cái ghế này nó nặng lắm á. Ghế này mà ba bàn nó có ghế này nặng nhất á. Ừ. Bằng đá. Dạ. Em thử kia đi biết. Ghế này bằng đá luôn hả sư? Trời ơi. Một tay dở lên không nổi luôn á. Nặng lắm hả? Nặng lắm. Đâu thử coi. Đâu cầm anh thử coi. Anh thử coi. Cái ghế này khoảng 30-40 kg á. Một tay là dở lên không nổi. Ây da, ây da, đồ cũ quý lắm. Nếu mình cầm mình cũng phải cẩn thận, đúng không? Sứ từ ở đâu mà về? Công tử Bạc Liêu cúng dường. Cái này của công tử Bạc Liêu cúng dường hết. Bộ phải là đồ bằng đá nha. Vì là nguyên một bộ này là công tử Bạc Liêu tặng đúng không? Sư nè. Bộ của nó một hai dạng. Vì là nước mà đi quen công tử Bạc Liêu là bây giờ từ lên đây. Cúng dường lâu chưa sư? Năm 1988 lận. À, cúng dường hồi năm 1968 hả? Dạ. Ô, vậy là quá lâu rồi. Hồi trước tiếp thu đó cũng lâu lắm rồi. Dạ. À, vậy là tồn tại đây lâu lắm rồi. Mà do ai cúng dường rồi sao? Nói mấy người ở chúng ta ở Bạc Liêu anh ta qua cúng dường. À. Nhưng mà cũng trong thân tộc của tổng tử Bạc Liêu. Dạ, đúng rồi. Rất là quý ha. Còn mấy cái sừng ngay ở phía trên là cũng đồ thiệt không? Sừng thiệt không á?
là xuất phát từ ở đâu tặng nhà chùa mình ha? Cái này ta đi mua luôn. Có nghĩa là những Phật tử có điều kiện á, mua sau đó đem về đây cúng dường để trang trí đúng không sư? Bên cây bên kia là đỏ. À, những cái chiếc bàn cặn lóc sa cừ á, nhìn rất là đẹp ha. Đây những cái chiếc giường của công tử Bạc Liêu nè. Đúng là người giàu ngay cả chiếc giường ngủ cũng có khác đúng không cô bác anh chị? Đúng không? Rất là đẹp ha. Ngày hôm nay thì vô chùa hang này á thì mình mới biết được những cái Phật tử cúng dường những cái đồ rất là quý luôn. Và đồ từ xuất xứ từ ngôi nhà của công tử Bạc Liêu luôn, cô bác anh chị. Con cua bốn cái đồ hình con cua hết luôn. Ừ. Này chắc ở Cà Mau ha. À, rất là quý luôn. Đây là giống như một cái nhà trưng bày của chùa hang á cô bác anh chị. Những cái vật sao sư? Người ta bị chính điện bị người Mỹ ta thả bom xuống. À. Năm 1988. Chiến tranh, bài chiến tranh năm 68 á. Dạ. Những bức tượng Phật đều bị hư hại rất là nhiều ha. Năm 1988. Gồm có tiếng Việt và tiếng Khmer. Ở chính giữa là không bị bể gì hết. Ôi trời, linh thiêng không? Cái tượng Phật ở giữa là không bị bể luôn nè. Nguyên một ngôi chùa gần như là tan nát nhưng mà bức tượng ở giữa là gần như là nó nguyên vẹn luôn. Bởi bom đạn á cô bác anh chị. Hư hại bởi bom đạn Tết Mộ Thần năm 68 nhưng mà cái bức tượng là vẫn còn nguyên vẹn luôn. Đó, một sự linh thiêng đó cô bác anh chị. Hay ha. Đây là một trong những điều rất là tâm linh luôn á, mà phải nói là khó lý giải và giải thích được. Mặc dù ngôi chùa bị tàn phá rất là nhiều, tuy nhiên về cái bức tượng chánh điện của Phật á là gần như hoàn toàn không bị hư hại. Và trong cái khuôn viên trưng bày của chùa hang thì được các sư ở đây chia sẻ, ở đây có một cái bộ vật tứ linh, không biết là làm bằng từ gỗ gì, và sư nói rằng là bộ này sau khi được chạm khắc xong và 10 tỷ vẫn không bán. Và cô bác của chị lại gần chút xíu để cho nó tỉ mỉ ha. Đây là hình con Phụng. Cô bác của chị thấy không? Đây là đầu Phụng nè. Đầu Phụng nè. Đó. Ở con Phụng kéo dài từ đây đến đây ha, chạm khắc những cái lông vũ đồ á. Nó rất là tỉ mỉ luôn. Đó. Đúng không? Rất là sắc sảo, là tinh vi luôn. Để bật đèn lát sáng sáng tí xíu ha cô bác của chị. Đây. Đây. Nhìn cái Phụng nè. Tạc đôi mắt có hồn nữa không? Và những cái lông vũ nè cô bác của chị, nhỏ nhỏ như thế này. Gỗ gì không biết nhưng mà đây là một màu đen tự nhiên của cái gỗ ha. Và đây là đôi chân của Phụng nè. Đó. Và kế bên Phụng á là gồng. Đúng không? Đúng. Đây là hình tạc của một con gồng. Gâu rất là dài luôn ha. Gâu gồng nè. Rất là dài ha. Và đây là mũi gồng nè. Từ đây sau đó là ông gồng này ông sẽ đá cái chân xuống đây. Ở dưới cái chân này thì ông sẽ ngậm cái cầm ha. Cái móng vuốt á có hai cái viên ngọc. Đúng cô bác anh chị. Và giống như là gồng này là đạp mây á. Đây là những cái đám mây nè. Thấy không? Quá anh chị thấy không? Gồng này đạp mây. Đây Phụng cũng vậy ha. Mặt này thì sẽ có lông Phụng ha cô bác anh chị. Ở dưới này lông Phụng ha. Mình sẽ phân tích qua đây tí xíu ha. Còn đây là gì cô bác anh chị? Chắc có lẽ thì theo như Bùi Hồ không biết thì có đúng không, chắc có lẽ đây là đại bàng. Tại vì cái sải cánh rất là to. Đúng không? Đúng không? Sải cánh rất là to. Và cái này là cái chân á, cái chân, cái đuôi, ô cũng Phụng luôn hay sao á, đúng không? Cũng Phụng luôn, nhưng mà cái đuôi nè, đuôi Phụng nè cô bác anh chị thấy không? Kéo dài cho đến đây luôn. Nhìn cái gương mặt của đây thì chắc không phải là bàn mà chắc là Phụng luôn đúng không? Rồi ở đây có những cái chú chim nhỏ nhỏ nè trên này nè, à có những chú két á, ấy cô bác anh chị thấy không? Những cái chú két nhỏ nhỏ trên này nè. Và ở đây có những cái chú gì? Này sóc đúng không? Sóc, những cái chú sóc. Đuôi rất là dài ha. Rồi ở đây có những cái
chùm nho đó nè, đúng không? Những cái chùm nho, những cái chùm chiên. Rồi bây giờ qua đây ha. Trị giá 10 tỷ nha cô bác anh chị. À, đây là ông Huy ha. Ông Huy đang thò cái đầu kìa. Rất là tinh xảo luôn, từ cái mai ha, từ cái mai cho đến cái đầu của ông ha. Ở trên cái mai có những cái vân tròn nè, thấy không? Ở trong giống như ở đây tưởng tượng như giống như ở trong hang chui ra, đúng không? Ở trong một cái hang chui ra. Và kế bên đây là Lân. Ông Lân. Nhìn ông Lân này cái gì? Cái mũi phải to đúng không? Đúng không? Cái mũi rất là to nè, mắt mũi rất là to luôn của anh chị, đúng không? À, những cái kiến trúc, những người điêu khắc á, họ tác quan trọng là cái phần hồn thổi vào những cái con vật đó, nên là nữ là đây là một cái tác phẩm, nếu như về mình tính về cái trọng lượng ha, một cái thân cây phải rất là to, rất là năm lâu năm, và thậm chí cái trọng lượng cái khúc gỗ này á, khi mà chưa tạc ra thì khoảng gần cả tấn là bình thường luôn á. Đó, sau khi tạc ra thì để ở đây, và để ở đây thì khi mà để ở đây á thì để cho trưng bày, và được chắc có lẽ là được Phật tử cúng dường á cho chùa hang, để các Phật tử có dịp là về đây để mà chiêm bái chùa, rồi sau đó là ngắm những cái vật như thế này, không phải là ở đâu cũng có, mà nó thật luôn là những cái vật như thế này tiền tỷ như thế này rất là quý của quán anh chị đó. Quán anh chị thấy bao nhiêu đó để mình thấy được cái những cái nhà bảo tàng ngay tại chùa hang này nó rất quý. Cô bác anh chị có về đây á thì ngắm những cái kiến trúc, những điêu khắc rất là độc lạ, độc đáo, tiền tỷ, thậm chí cái chiếc giường của công tử Bạc Liêu cũng vậy, phải nói là có tiền tỷ mua không được nữa, đúng không? Nên là nữ là về đây thì mình ngắm những cái câu, mình cúng dường lễ Phật, rồi tham quan ngắm những cái tác phẩm điêu khắc rất là nghệ thuật. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chia sẻ những cái câu chuyện này để cô bác anh chị hiểu thêm về những cái câu chuyện nó phải nói là rất là lạ nè, vừa độc nè, ngay tại ngôi chùa này. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại ha.